chị em xin cho chú một cái. Nói chung là em cũng chú mà. Đâu có gì quá thay xem. Chú ở đây một bình á. Để mình. Chú có chị tấm hình luôn nha. Ủa chú ở đây một bình hả? Hết tiền không? Hết tiền. Ở một mình. Ở một mình. Có vợ con gì không? Không có đâu. Không có luôn nè. À, có tiền. À, cho tiền bây giờ có uống rượu không? Không. Không uống rượu nha. À, không không gì, không uống rượu là không. Không hết lắm. Không hết lắm. Ok. Yeah. Ok. 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 Yeah. Để tiền mua thuốc uống hoặc là mua đồ ăn. Ok nha. Không hết lắm nha. Em học rồi học được ở bên đây là không uống rượu là hót lắc. Hót lắc, hót lắc. Đang bên. Ờ. Trời ơi. Thằng nghiệp quá ngồi một mình vậy nè. Ngồi một mình. Đây, mấy đứa nhỏ uống sữa không? Cô cho chăm cho sữa nè. Anh mạnh dạn lên đi cái gì mà còn nhóc mấy đứa nhỏ nữa. Còn sữa nữa không? Còn quá trời á. Còn trước kia đi. Còn nhà nào nữa anh? Đây thử bạn cái kia chị tắm. Đã đưa cho mấy đứa đó cầm xuống. Rồi, lấy bảo con cầm xuống nè. Quay hình. Đứa này chạy nhanh là đứa có xuống nè. Cảm ơn cô. Thôi đi. Nhớ đây nè. Dạ đâu anh ơi. Bé ơi, đưa cái bịch màu đỏ đây. Đây nè, đưa đây nè. Ồ, ngăn định nè, ngăn lý nè. Đây, không biết mở phía tay nói chứ. Cái đường này được rồi. Anh nhớ mà, bữa anh lấy rồi. Anh lấy là anh lấy cái đường kia. Bây giờ là đi đường ra đường bên sông. Ồ, nhà này á anh. Có trong nhà kìa. Đi chị. Không mở chung ra được. Không bóp lên em muốn. Nhìn mặt này xuống.
vô tay xong một mình tôi nó cầm máy của tôi đi ô kêu gì chạy. À đây là vợ con ảnh hả? Em ruột. À em ruột à. Mà anh làm gì mà bị vậy? Dạ, bị tai nạn hả? Thì anh vợ con gì chưa? Có đứa con là đứa con nó chở nó đi một bước nữa. Thì là thấy em như vậy là chở đi rồi. À thấy mình như vậy rồi vợ bỏ rồi vợ lấy chồng khác hả? Đâu con mình đâu? Đi chơi rồi hả chị? Thì tìm nó về đây được không? Đi chơi chứ. Xin hâm lệ thử. Đi kiếm thử nó đi chơi chứ. Anh, chú ấy là cái chân được không? Em không dám ai. Sao? Chết. Bị tai nạn gì mà dữ vậy anh? Tai được đó. Em làm bị gãy gọc xanh. Sao mình không xuống bệnh viện nằm hả anh? Cũng đi nhiều lần bệnh viện Đà Nẵng, đi nhiều lần. Bây giờ cũng hết tiền rồi. Năm cũng đã đi mấy lần, tháng 2 cũng đã đi một lần. Mình nhớ trường hợp là mình hỗ trợ chứ không? Chịu. Trời ơi. Tai nạn sao mà dữ vậy anh? Dạ sao hồi đó là không may nó bị đứt tháng sau á anh à. Rồi chị ạ. À. Nó đứt tháng sau hả? Dạ. Rồi sao mà nó phỏng hay sao ta? Dạ em bị gãy, cho em gãy cột sống là em gãy hai đốt. À. Em không cử động được. Nếu em làm đây là khoảng đây là 12 năm nay. Bao nhiêu đâu? 12 năm nay, em bị năm 2008. Là bị lâu như vậy luôn rồi hả? Là cái chân này là bao nhiêu lâu vậy luôn hả? Dạ. Em cũng đi ra bệnh viện Đà Nẵng, đi bệnh viện Huế cũng đi mấy lần. Trời ơi. Mà bây giờ nó càng ngày nó càng lỗ ra vậy hả anh? Dạ. Gia đình cũng hết sức, cũng như tiền bạc bao nhiêu cũng nó trong dân nông mà. Bao nhiêu tiền bạc thì cũng đổ hết vô bệnh tật của em bây giờ, không còn cái gì hết, gia đình em bây giờ không còn cái gì hết. Rồi ai lo cho mình, em ruột mình hả? Dạ bây giờ em ruột thấy ba má già quá, đây là em ruột về phụ. Bây giờ em ruột cũng có gia đình mà về cũng phụ với ba má như vậy thôi. Rồi ba má anh đâu rồi? Dạ ba má bữa nay là hội đại đoàn kết chị đó. À dưới kia đúng không? Dạ. Rồi anh ăn uống gì chưa? Dạ ráng ăn chị. Cũng đã ăn rồi. Là nó bị từ khúc trên đây khúc xuống luôn hả? Dạ nói chung từ thắt lưng mà xuống dưới bàn chân nó không còn cảm giác gì hết. Rồi mình đi tiểu tiện này nọ kia thì sao hả? Dạ tiểu tiện thì mình không tự chủ được. Vậy hả? Nhờ phụ thuộc vào gia đình. Rồi bây giờ mình cứ lót cái đó để cho nó có chạy ngủ hay là cái gì đó là nó thấm cho nó à? Dạ. Nói chung một ngày thay một lần, nói chung tiền bạc mà mua cái tấm lót đó, nói chung quá sức với gia đình. Cái là tấm lót đó một cục tấm lót là tới 60.000, 70.000 một cái tấm lót đó. Ngày nào cũng thay đều như vậy. Mà chưa tính tiền thuốc thang nữa. Tính tiền thuốc thang mà một tháng là phải chạy mấy triệu bạc. Vì gia đình em quá sức với gia đình. Nói chung là giờ tụi em tới thì cũng có ít tiền gửi cho mình để mà hỗ trợ cho mình đó. Tại vì cũng nghe mấy anh nói là hoàn cảnh của mình cũng méo me cho mẹ á. Cho nên bây giờ là tụi em đẹp nhiều thì không có. Nhưng mà tụi em có chút ít để mà phụ mình mua cái tả này về để mình lót ha. Trời ơi, bị mười mấy năm vậy luôn á hả? Em tưởng mới bị đây chứ. Dạ bây giờ thì không có ai ở nhà hết hả? Em cứ đưa gì cho anh nha. Dạ em thì em uống có nhiều nhưng mà em là em sẽ cho anh 5 triệu nha, cho anh 5 triệu để mà hỗ trợ anh thuốc men với lại anh mua tả ha, mua cái miếng lót nha. Rồi khi nào mà có nhiều mà nguồn quân hơn nữa người ta có cái cho mình đó thì em gửi thêm cho mình sau nha. Còn bây giờ thì em chỉ ủng hộ được mình 5 triệu thôi, nói chung là hoàn cảnh của mình cũng khó khăn đó. Rồi em gửi anh được. Rồi có gì là anh gửi tiền rồi anh về anh đưa cho ta nha. Mà nếu mà mình nằm mà bị ái cái đầu quá thì mình mua thêm một cái gói mình lót lên nữa nha, chứ mình chống mấy cái tay vậy rồi nó mỏ hay sao.
Nói chung em không biết nói gì, em rất là cảm ơn anh chị đã đến nhà em và đã số tiền cho em, và em cũng sử dụng bằng tiền này để em, thứ nhất là mua tấm lót rồi thuốc thang này nọ. Rất cảm ơn anh chị. Dạ, rồi bây giờ là con là mình vẫn nuôi đúng không? Dạ, con nuôi. Rồi, vậy thì giờ cố gắng thôi, cái gì nhờ ba mẹ rồi lo cho cháu nha. Dạ, dạ. Dạ rồi, thôi bây giờ tụi em cũng xin phép đi nha, còn nhiều hoàn cảnh tụi em chưa tới lắm. Dạ, nên xin phép ạ. Cảm ơn anh chị nè. Dạ rồi, thôi mình nghỉ ngơi nha. Cố gắng nghỉ khỏe nha em. Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ. Ừ. Dạ, thôi mình kéo cái chân xuống nha. Dạ, dạ. Nghiệp quá à. Cho bán tiếp. À, lấy cái quà giùm em đi. Trời ơi, tội nghiệp quá mọi người ơi. Anh là ở đây là ở xã nào hả? Dạ. Hôm trước là đã xã Cà Sơn, em để cái phần quà ở này cho anh ở trên đây nha. Một hồi nói người nhà thấy ha. Dạ, thôn Bác Một chị. À, thôn Bác Một đúng không? Ảnh là ở thôn Bác Một, xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng. Đó, ảnh là bị tai nạn, là nó bị từ cái khúc này nè, nó đi xuống dưới chân luôn, rất là tội luôn. Đó, chứ cái này là anh chỉ kéo lên cho mình một chút xíu ở dưới chân coi thôi mọi người, không có dám kéo lên trên nữa. Thôi nói chứ cố gắng nha anh. Dạ, dạ, ảnh là còn một đứa con nữa, giờ thì bỏ đi rồi. Cho nên mọi người có ai ở đây hỗ trợ cho anh thì mọi người qua thôn Bắc Một, xã Sơn Tây, à lộn, xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng nha mọi người. Tội lắm. Rồi thôi anh nghỉ ngơi nha. Dạ, dạ, dạ. Gần đó hả? Rồi thì đi xuống, bây giờ đi lên xuống vào đây. Nó bị từ trên đây bị xuống luôn ha anh? Nớt luôn hả? Ôi chỗ ông già không đỡ không sao này. Ông già bị chỗ từ tay trà về ha. Mà nằm mười mấy năm rồi mà sao tự nhiên bị thương xong mà tự nhiên giờ nó cứ lỡ vậy ta. Mọi người ơi, ai ở đâu mà thấy hỗ trợ được cho anh thì mọi người về đây nha. Bên Trà Bồng.